Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 1 viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong mạng một chiều các số thực. Đấy, thì nó như thế nào? Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như sau. Ở đây mình sẽ cho một cái mạng gồm có 3 phần tử, mạng một chiều gồm 3 phần tử. Đấy, đó là 1.2, 2.3 và 4.5. Đấy, thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được cái giá trị lớn nhất của cái mạng này đúng không ạ? Chính là 4.5 đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng làm sao để trong một cái mạng mà có rất nhiều phần tử mà chúng ta nhìn không thể nhìn vào và tìm ra ngay được. Đấy. Thì để giải cái vấn đề, giải quyết cái vấn đề đó thì mình sẽ xây dựng một cái thuật toán để có thể là làm giải toán, giải ra cái giá trị mắc một cách nhanh nhất. Đấy. Thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình cũng sẽ phải nhập những cái mạng này vào đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ gán cái giá trị mắc này cho một cái giá trị bất kỳ ở trong cái mạng này đúng không ạ? Ví dụ ở đây mình sẽ gán cái giá trị mắc này cho cái giá trị đầu tiên của cái mạng này đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ tiếp tục đi so sánh với những, lấy cái giá trị mắc này đi so sánh với từng cái phần tử của cái mạng này, của mạng A này. Và nếu như cái giá trị mắc, giá trị mắc này mà nó nhỏ hơn cái giá trị của các cái phần tử mà mình so sánh á, thì cái giá trị mắc đó lúc này nó sẽ được gán bằng cái giá trị của phần tử này. Ví dụ mắc ở đây mình gán bằng 1.2 đúng không ạ? Và sau đó mình so sánh với cái giá trị này, giá trị 2.3 này. Rõ ràng thì cái giá trị 2.3 này nó lớn hơn giá trị mắc đúng không ạ? Thì giá trị mắc lúc này thì nó sẽ được gán là 2.3 đúng không ạ? Nó cứ làm tiếp tục như vậy đấy, cho đến khi cái giá trị mắc đó nó là lớn nhất thì nó sẽ dừng lại đúng không ạ? Và mình ở đây thì mình cũng nói thêm là các bạn phải sử dụng một cái biến chạy y để làm cái việc so sánh lần lượt đấy. Đấy, mình phải bắt buộc phải sử dụng cái biến chạy y đấy. Và với cái điều kiện là cái giá trị y đó phải chạy từ 0 cho đến cái giá trị bé hơn n đúng không ạ? Rồi. Thì chi tiết chương trình như nào thì mình sẽ viết như sau. Ở đây mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên mình cũng cần phải khai báo cho cái thư viện cho nó, ITDO hay CONDIO, và mình sẽ phải định nghĩa một cái giá trị mắc ở đây bằng 100 đúng không? Là tính là cái số phần tử của cái A này, cái mạng một chiều A này. Đấy. Và sau đó mình đi vào cái hàm nhập đó, tức là nhập cái giá trị của mạng đấy ạ. Ở đây mình là void nhập và chọn cái kiểu cho cái phần tử ở mạng là plot đúng không ạ? Và int và n. Đấy. N đây chính là cái số phần tử của cái mạng này đúng không ạ? Và đây mình sử dụng cái câu lệnh goto đúng không ạ? If goto này. Tức là gì? Đầu tiên thì mình sẽ in ra màn hình cái câu lệnh để chúng ta nhập cái số phần tử của cái mạng A này và sau đó scan. Đấy. Và nếu như mà cái n này, cái số phần tử n này nó mà bé hơn 0 đúng không ạ? Hoặc là cái số phần tử n này mà nó mà lớn hơn cái giá trị mắc ban đầu mình đã khởi tạo cho nó đấy, thì nó sẽ quay lại cái bước A, tức là gì? Câu tụ A này. Nó sẽ quay lại cái câu lệnh print này, đúng không ạ? Rồi, và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Đấy, trong vòng lập for này thì mình sẽ khởi tạo một cái biến chạy là y bằng 0 với kiểu integer. Và với cái biểu thức điều kiện của nó là y phải bé n đúng không ạ? Và nó y công cộng đúng không ạ? Và trong cái lòng for này thì mình sẽ in ra những cái dòng lệnh là nhập cái giá trị của A1, A2 cho đến cái AN đấy ạ. Rồi. Đó là scanf đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái viết một cái hàm để tìm ra cái giá trị lớn nhất đúng không ạ? Thì ở đây vì yêu cầu của bài toán là mạng một chiều các số thực đúng không ạ?
Cho nên là mình phải khai báo một cái kiểu float cho cái số lớn nhất này đúng không ạ? À, mình đặt tên cho nó là cái hàm tìm số lớn nhất này là lớn nhất đó. Và trong cái hàm lớn nhất này thì mình khai báo cái float cái kiểu cho cái mạng một chiều A này và int n này. Rồi, trong đó thì mình sẽ phải khai báo một cái biến mắc như lúc đầu mình đã nói đúng không ạ? Khai báo một cái biến mắc này khởi tạo giá đầu giá trị ban đầu cho nó là giá trị đầu tiên của cái mạng A, tức là A0 đúng không ạ? Và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for cho với cái biến chạy là y chạy từ 0 cho đến bé hơn n đúng không ạ? Và nếu như mà cái giá trị AI này nó mà lớn hơn max thì lúc đó ta sẽ gắn cái giá trị max bằng chính là bằng cái giá trị AI này đúng không ạ? Và sau đó nó sẽ trả về cái kết quả là max đúng không ạ? Return max. Rồi, tiếp theo là sẽ đến một cái hàm suất đúng không ạ? Và trong cái hàm suất này thì mình cũng khai báo cái cái mạng một chiều A này đúng không ạ? Và tương tự như cái hàm ở trên này. Rồi. Và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for. Suất này tức là gì? Nó tức là nó sẽ xuất ra những cái giá trị mình A1, A2, A3 gì đấy. Tức là nó sẽ xuất ra những cái giá trị của cái mạng một chiều A đấy. Rồi. Cái sau đó sẽ print ra cái giá trị đấy. Ở đây phần trăm 83F tức là gì? Tức là 8 là cái số phần tử mà nó tối thiểu ở trước cái dấu phẩy đúng không ạ? Và 3 là cái phần tử sau dấu phẩy ấy, nó sẽ lấy tối đa là 3 số, ví dụ như 1.2345 đúng không ạ? Thì nó chỉ lấy 1.234 thôi ạ. Đấy. Rồi, đây là AI. Và sau khi đã viết xong những cái hàm nhập, hàm xuất hay là hàm tính cái giá trị lớn nhất thì chúng ta đi vào cái hàm main đúng không? Và trong hàm main này chúng ta bắt buộc phải khai báo cái n số n này, tức là cái số phần tử của cái mạng một chiều đó đúng không? Và sau đó sẽ khai báo cái mạng một chiều A có kiểu là A max này đúng không ạ? Và sau đó sẽ gọi cái hàm nhập và hàm xuất lên đúng không ạ? Hàm nhập thì ở đây sẽ là AN đúng không ạ? Và xuất AN đấy. Và sau đó tiếp tục sẽ gọi cái hàm max này ra đúng không ạ? Load max bằng lớn nhất đúng không ạ? Lớn nhất AN đúng không ạ? Ở đây tức là gì? Lớn nhất đây. Chúng ta gọi cái hàm này lên đúng không ạ? Và giá trị max ở đây sẽ bằng lớn nhất đúng không ạ? Rồi, sau đó sẽ in ra cái phần tử lớn nhất trong mạng là phần trăm 3F max đúng không ạ? Và sau đó get và return đúng không ạ? Rồi, như vậy là mình đã viết xong cái chương trình để dạy bài tập tính cái phần tử lớn nhất trong mạng một chiều đúng không ạ? Rồi sau đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ nhập số phần tử là 3 nha. Đấy. Thì nó sẽ in ra màn hình là yêu cầu chúng ta nhập phần tử A0 đúng không ạ? Vậy mình sẽ nhập là 1 đúng không ạ? 2, 3 đúng không ạ? Thì ở đây nó đã in ra những cái phần tử là phần tử của cái mạng nó là 1, 2, 3 đúng không ạ? Và nó đã in ra cái dòng lệnh là phần tử lớn nhất trong mạng là 3 đúng không ạ? Đấy. Nó hoàn toàn đúng đúng không ạ? Rồi, mình sẽ xét một cái ví dụ tiếp. Ví dụ như ở đây mình nhập cái số phần tử là âm xem nó như nào nha. Ví dụ ở đây mình nhập là âm 5 đi ạ. Rồi thì nó đã, sau đó nó bắt chúng ta nhập lại thì, đúng không ạ? Đấy thì đó là cái cấu trúc của cái câu lệnh go to lúc nãy mình đã làm ở trong cái code đấy. Đấy. Ví dụ mình nhập tiếp là âm đi thì nó vẫn báo tiếp ạ. Âm tiếp thì nó vẫn báo đấy, cho đến khi nào mình nhập là số dương thì mới được đúng không ạ? Rồi, trên đây là cái bài tập viết hàm
tìm giá trị lớn nhất trong mạng một chiều các số thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.